Xin kính chào quý khách hàng và các nhà đầu tư. Ngày hôm nay bất động sản Mộc Họ xin giới thiệu đến cả nhà một lô đất mặt tiền đường số 48, nhánh 3, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức. Đường trước lô đất hiện tại của mình đó là đường 6m, hai ô tô có thể tránh nhau vô tư. Lộ giới dự phóng nó là đường 16m. Đầu tháng 4 này sẽ triển khai là làm cống nâng lại đường. Diện tích lô đất của mình nó là ngang 5m, dài 18.5m. Diện tích công nhận trong sổ nó là 92.2m, gần 93m. Phân thổ cư. Khu vực thì nhà cao tầng đồng bộ, được cấp phép xây dựng là một trệt, một lửng, hai lầu, sân thượng. Từ vị trí lô đất của mình á, ra mặt tiền đường 48, nút giao giữa đường 48, 49, 150m, ra đại lộ Phạm Văn Đồng, ra chợ Hiệp Bình, đường Hiệp Bình, khu dân cư Sông Đà, khu dân cư Thanh Niên, khu dân cư Hồng Long, trung tâm thương mại Gigamon, đại học luật, chợ cầu Bình Triệu, chợ Bình Triệu, thờ Phan Thi Mai, từ 3 đến 5 phút, thuận tiện đi đến tất cả những vị trí trọng điểm xung quanh. Về sân bay Tân Sơn Nhất là tầm khoảng 15 phút. Quý khách hàng và các nhà đầu tư quan tâm xin liên hệ với lại bất động sản Mộc Họ 0902 669 004 để nhận được báo giá tốt nhất. Quý khách hàng và các nhà đầu tư hãy đăng ký kênh bất động sản Mộc Họ Real để đón nhận cho mình thông tin của những sản phẩm mới một cách nhanh nhất, để chọn cho mình cái kênh đầu tư cũng như là nơi an cư tốt nhất. Đây, khu vực thì nhà cao tầng đồng bộ, dân trí cao, hẻm thông. Lô đất này thì phù hợp cho quý khách hàng và các nhà đầu tư có thể là mua về xây làm mặt bằng kinh doanh, làm văn phòng công ty này. Về đường thông ngang 5m, khu vực sầm uất. Xin nhắc lại là bán lô đất mặt tiền đường số 48 nhánh 3, đường phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức. Đường trước lô đất hiện tại của mình nó là đường 6m, có lộ giới dự phóng. Diện tích lô đất của mình nó là ngang 5m, dài 18m rưỡi. Diện tích công nhận nó là 93m, phân thổ cư. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng và các nhà đầu tư trong những video clip tiếp theo ạ.